Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải về kế hoạch ve sầu thoát xác của hung thủ. Sau khi luật sư Trần Đình Phong công bố tình tiết mới được xem là căn cứ ngoại phạm cho Hồ Duy Hải, thì những bí ẩn của vụ án vẫn chưa thật sự đã hết, bất chấp phán quyết cuối cùng đã được hội đồng xét xử, giám đốc thẩm đưa ra khiến cho dư luận trở nên dậy sóng. Luật sư Trần Hồng Phong đã gửi kiến nghị cho rằng hung thủ là kẻ thuận tay trái căn cứ vào kết quả giám định pháp y với vết cứa cổ nạn nhân. Trong khi đó, gia đình Hồ Duy Hải nói chắc chắn là Hải thuận tay phải. Vụ án bưu điện Cầu Voi lại nóng lên bởi sự kiện nghi can Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1979 ở Cai Lậy, Tiền Giang, được xác định suốt 12 năm nay bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một người tên là Nguyễn Hữu Nghị với năm sinh 1984 và nơi cư ngụ là Tân An, Long An cũng khác hẳn. Đây là hình ảnh Đại tá Phạm Thanh Tâm bên phải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, với lời khẳng định là không có nghi can nào tên là Nguyễn Văn Nghị mà chỉ có Nguyễn Hữu Nghị với căn cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, ông không giải thích vì sao hồ sơ vụ án sử dụng tên Nguyễn Văn Nghị và bản án sơ thẩm cũng như rất nhiều bài báo đã mô tả về nghi can Nguyễn Văn Nghị với năm sinh 1979, cư trú tại Cai Lậy, Tiền Giang thay vì Nguyễn Hữu Nghị sinh năm 1984, cư trú ở Tân An, Long An. Và rất nhiều người cũng bắt đầu tin rằng hai người này không phải là một. Và dường như Hồ Duy Hải đã suýt nữa trở thành hình nhân thế mạng cho một sát thủ chưa lộ mặt. Facebook Đỗ Ngà có bài viết phân tích ngắn với tựa đề Ve sầu thoát xác, nội dung như sau. Ban đầu nhân chứng tên là Nguyễn Thị Loan tố cáo Nguyễn Văn Nghị. Thế nhưng công an điều tra lại mời Nguyễn Hữu Nghị lên làm việc chứ không mời Nguyễn Văn Nghị. Và tất nhiên Nguyễn Hữu Nghị có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm thật. Và anh ta đã được thả. Đây là bước đầu của kế ve sầu thoát xác. Đến 12 năm sau, khi tòa án tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm, thì ban bồi thẩm này đã cho ra bản kết luận rằng, theo kết quả làm việc của công an điều tra tỉnh Long An, thì Nguyễn Văn Nghị không liên quan đến vụ án. Tức họ đã lấy kết quả ngoại phạm của Nguyễn Hữu Nghị gán cho Nguyễn Văn Nghị. Thế là Nguyễn Văn Nghị vô can. Lấy chứng cứ ngoại phạm của kẻ có tên gần giống nghi phạm chính, rồi đánh cháo đối tượng. Thế là nghi phạm chính thoát. Kế ve sầu thoát xác này quả là vô cùng công phu. Nó kéo dài dòng dã 12 năm và cấu kết hoàn hảo, liên thông từ địa phương đến trung ương. Ghê thật. Vậy Nguyễn Văn Nghị là ai mà chúng ta phải phối hợp bài bản, công phu, nhịp nhàng và quy mô đến như vậy? Facebook Đỗ Ngà đã kết luận với một câu nghi vấn khác. Nhà báo luật gia Trần Đình Thu cũng đồng ý với ý kiến của Facebook Đỗ Ngà với dòng trạng thái in đậm như sau. Một chiến dịch ve sầu thoát xác cho Nguyễn Văn Nghị từ 12 năm trước phải không? Bằng cách nào? Một là dùng địa chỉ giả trong hồ sơ, hai là hủy toàn bộ hồ sơ tại địa phương. Còn nhà báo Trương Châu Hữu Danh tổng hợp một loạt sai sót về tên người dựa trên những văn bản chính thức của cơ quan công an tỉnh Long An chỉ riêng cho vụ án này rất kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ hơn, hội đồng xét xử giám đốc thẩm lại vẫn xem là bình thường. Đây là hình ảnh bên trái là văn bản của cơ quan điều tra tỉnh Long An xác định từ năm 2016 rằng không có ai tên là Nguyễn Văn Nghị mà chỉ có Nguyễn Hữu Nghị. Hình bên phải là tên của Nguyễn Văn Nghị trong bản án giám đốc thẩm vừa được tuyên bố. Thứ nhất, lệnh bắt ghi là Nguyễn Duy Hải, nhưng lại còng tay Hồ Duy Hải thì cũng là Hải. Không thể hiểu vì sao lại bắt người lại ghi nhầm họ. Thứ hai, cơ quan điều tra Long An lấy 4 chiếc nhẫn của Hồ Thị Thu Thủy, tức là em gái Hồ Duy Hải, đưa vào làm tang vật, khám xét thu giữ, phục vụ điều tra. Thu ở đâu thì cũng là nhẫn vàng. Có vẻ như với công an Long An, miễn sao cứ có vàng là được. Khi trả lại tang vật, người nhận lúc ghi là Nguyễn Thị Loan, lúc lại ghi là Nguyễn Thị Kim Loan, thì cũng là bà Loan. Xe đi ghi án đậu một chỗ là 62F60842, di chuyển nhảy số 62F50842 thì cũng là xe 0842. Công an nói rõ có người bị mời là Nguyễn Hữu Nghị, nhưng khi xử giám đốc thẩm 17, anh ra bản án nêu là Nguyễn Văn Nghị thì cũng là anh Nghị. 5. Một chi tiết lạ lùng hơn là cáo trạng đi ghi ngược với lời khai của nhân chứng, trong khi nhân chứng Đinh Vũ Thường ghi lời khai rằng không nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên, không thể nhận dạng là chính xác, thì trong cáo trạng phiên dịch thành nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy bị can Hải ngồi trong bưu điện nơi xảy ra vụ án mạng lúc 19:39. Nói chung có sai sót tất cả nhưng bản chất không thay đổi. Nói chung bản chất 17 anh đều không thể thay đổi.
Và bản thân nhà báo Trần Đình Thu cũng đưa ra điểm vô lý đến mức khó tin, nhưng không hiểu sao hội đồng xét xử giám đốc thẩm lại cho qua. Đây là hình ảnh nhóm nhà báo sạch đã thực nghiệm tại hiện trường bưu điện Cổ Voi với cùng thời điểm mà cáo trạng quy kết, để thấy rằng Hồ Duy Hải bắt buộc phải chạy với tốc độ 300 km/h mới kịp có mặt tại bưu điện Cổ Voi để gây án. Đó là tấm thớt dính đầy máu và lời khai rằng nạn nhân bị đập đầu. Ông viết rằng một tấm thớt lăn lóc trong hiện trường và chắc chắn dính đầy máu không thể không làm cho công an quan tâm. Tấm thớt này nhất định phải được thu giữ lúc đó và được lấy dấu vân tay kỹ càng. Nhưng hôm kia ông Nguyễn Hòa Bình nói là điều tra viên không biết đó là hung khí nên không thu giữ. Cho đến hơn 2 tháng sau khi bắt được Hồ Duy Hải rồi lấy lời khai mới biết đó là hung khí. Các ông nghĩ người dân là con nít hay sao? Các ông đã quá coi thường nhân dân rồi. Sự thật là gì? Đó là do phải cháo Hồ Duy Hải để giải thoát cho Nguyễn Văn Nghị nên mới có việc tiêu hủy các vật chứng đó mà thôi. Và người này viết tiếp, ông Nguyễn Hòa Bình à, cả một lực lượng cán bộ điều tra hùng hậu của một tỉnh điều tra một vụ án kinh hoàng như vậy mà không thu giữ chiếc thớt thì xin lỗi, khó thể tin được. Trong một tình tiết khác, được nhà báo Trương Châu Hữu Danh cùng nhóm báo sạch đã phân tích và tiến hành thực nghiệm điều tra độc lập. Nhà báo Trần Đình Thu viết tiếp như sau. Cáo trạng biến Hồ Duy Hải thành thánh chạy xe khi phải chạy với tốc độ gần 300 km/h để đi giết hai cô gái. Theo cáo trạng, thì trước khi chạy quãng đường 15 km đến bưu điện Cổ Voi, thì Hải phải làm thêm 5 việc và tổng cộng thời gian làm 5 việc ấy vừa chạy 15 km hết 16 phút 21 giây. 5 việc mà Hải làm trước khi chạy 15 km bao gồm cầm đồ, vật đi cầm đồ là các điện thoại, vào phải để cho chủ tiệm cầm đồ ngắm nghía, xăm soi rồi trả giá, bên kia kỳ kèo thêm bớt xong, tháo sim ra xong, lấy tiền xong, viết biên nhận, mất hết ít nhất 7 phút. Chạy từ tiệm cầm đồ về nhà đổi xe mất ít nhất 2 phút. Chạy tới quán cà phê rước bạn mất ít nhất 2 phút. Chờ người bạn này đến một quán cà phê khác mất ít nhất 1 phút. Tới quán cà phê mới lấy tiền ra đưa cho bạn, đưa tiền thì bên này hoặc bên kia phải đếm mất ít thêm 1 phút. Như vậy 5 việc trên hết 13 phút. Còn lại 3 phút 21 giây Hải phải chạy quãng đường 15 km. Vị trí là Hải phải chạy xe với tốc độ gần 300 km/h để lao đến bưu điện Cổ Voi giết hai cô gái trong điều kiện đường thị xã nhỏ xấu vào ban đêm. Một tình tiết mà cơ quan điều tra và hội đồng xét xử bỏ qua, nhưng nhà báo Trương Châu Hữu Danh vừa đưa phân tích với hình vẽ sơ đồ hiện trường cụ thể. Đây là hình ảnh bản vẽ phân tích hiện trường bưu điện Cổ Voi cho thấy cáo trạng rất vô lý, bởi khi cửa cuốn sập xuống thì dù Hải có đi cửa sau cũng không thể lấy xe đi về vì cửa ngoài đã khóa. Tình tiết ấy như sau, bản án giám đốc thẩm bưu điện Cổ Voi nêu rõ Vân kéo cửa cuốn xong thì đặt trái cây lên bàn salon và bị Hải giết. Sau đó Hải phải trèo qua hàng rào, tức là chúng tôi đã kiểm tra thực địa thì đó là cửa song sắt, ngăn giữa sân trước và sân sau rồi lấy xe đi về. Như vậy Hải không có chìa khóa để mở vách ngăn này. Trong khi bản án mô tả Vân đóng cửa cuốn bên trong thì chắc chắn Vân phải khóa cổng phía bên ngoài giáp với quốc lộ 1A. Về mặt tâm lý, không thể có chuyện tài sản, tức là cái xe, còn ở ngoài sân mà không khóa cổng lại kéo cửa cuốn. Và nếu người bên trong không phải là người thân quen thì không thể có chuyện kéo cửa lại như thế. Vậy thì Hải trèo cửa ngăn xong, tức là không có chìa khóa, thì Hải sẽ lấy xe ra bằng cách nào? Xem xét nhiều bài báo khác nhau về vụ này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đưa ra một vấn đề cụ thể như sau. Cần khởi tố ngay ít nhất 5 vụ án để làm rõ mọi chuyện. Thứ nhất, vụ án vi phạm nghiêm trọng pháp luật của phiên tòa giám đốc thẩm. Thứ hai, vụ án che giấu tội phạm trong quá trình điều tra và làm xử án và xử án sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Thứ ba, vụ án làm sai lệch hồ sơ, hủy tang vật, làm sai quy trình và quy định về thu nhập và xử lý hiện trường, hủy hung khí, không phân tích mẫu dịch và máu thu được tại hiện trường, trong khi đó lại mua dao thớt và ghế để làm tang vật, thu giữ cho đốt ngoài vườn nhà Hồ Duy Hải sau 2 tháng xảy ra vụ án để làm chứng cứ kết tội. Thứ tư, vụ án các điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư, công an chết bất thường sau vụ án tổng cộng 6 người. Thứ năm, vụ án cung cấp thông tin không chính xác cho báo chí, định hướng dư luận, trong đó cần phải lật lại vụ án nhà báo Hoàng Hùng, tức là bút danh Nhã Phong, bị vợ phóng hỏa đốt chết cháy trong một vụ án còn nhiều nghi vấn.
Một nghi vấn thứ năm là một nghi vấn mới đây lại nổ ra của dư luận khi nhân vật mang tên Nguyễn Hữu Nghị đã khẳng định mình chưa bao giờ làm việc với công an, không như lời đại tá Phạm Minh Tâm nói là đã làm việc và xác minh Hữu Nghị ngoại phạm. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh tại hiện trường bưu điện Cầu Voi để thực nghiệm điều tra căn cứ theo cáo trạng. Một điều trùng hợp là nhân vật Nguyễn Hữu Nghị ở Long An lại ở danh sát nhà Danh và học chung với em gái Danh. Bài bình luận của nhà báo Trương Châu Hữu Danh mang tựa đề "Tôi vừa trò chuyện cùng Nguyễn Văn Nghị" với nội dung như sau. Nhiều năm nay, dư luận cứ xoay quanh việc nhân vật Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978, ngụ tại Cai Lậy, Tiền Giang. Nhân vật này xuất hiện ngay giữa ngày đầu xảy ra vụ án, nhưng sau đó trong hồ sơ không còn. Nói đúng hơn là cơ quan tố tụng xác định không liên quan nên dẹp qua một bên. Tôi và nhiều anh em phóng viên cũng lần theo thông tin thân nhân của Nghị, nhưng nhân vật hoàn toàn biến mất. Trên mạng bắt đầu thêu dệt Nghị là cháu phó chủ tịch. Và người phó chủ tịch này, dân mạng nói rằng đây là phó chủ tịch nước. Và mãi đến đầu tháng 5 năm 2020 thì một số đối tượng tung tin vịt Nghị là cháu nội trung tướng Nguyễn Việt Thành, tức là Tư Bốn. Một số đối tượng hải ngoại còn nói Nghị ở Canada, số khác nói Nghị đang sang Mỹ. Các thuyết âm mưu đều được kích hoạt hết công suất và không có cơ quan nào đính chính. Một lớp bụi bí ẩn liên tục phủ lên nhân vật Nguyễn Văn Nghị, càng lúc càng dày. Bài báo tương đối đầy đủ về Nghị đăng trên báo Công an Nhân dân của tác giả Nhã Phong với hành tung tương đối đáng nghi. Nhiều người nói anh Nhã Phong tiếp cận vụ án từ sớm và khá sâu nên sẽ có thông tin. Tuy nhiên, không ai có thể hỏi thêm điều gì vì tác giả Nhã Phong đã chết. Anh chính là nhà báo Hoàng Hùng, tức là phóng viên báo Người Lao Động, cộng tác viên của báo Công an Nhân dân, bút danh Nhã Phong. Chết trong vụ án rung động dư luận cũng xảy ra tại Long An, tức là bị vợ đốt. Những người có liên quan trực tiếp đến quá trình tố tụng giai đoạn đầu trùng hợp lại mất rất sớm. Vụ án vì vậy lại phủ thêm màn bí ẩn. Vào hôm qua, nhóm phóng viên Dân Việt đã lần theo nhân vật Nguyễn Văn Nghị theo thông tin báo chí đưa mười mấy năm trước và hồ sơ 4.000 gia đình tại địa phương đã được lật tung. Kết quả không có ai là Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978. Cuối cùng, nhân vật Nghị vụ Cầu Voi lại sinh năm 1984 và là Nguyễn Hữu Nghị, ngụ ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An. Lớp màn phủ lên Nguyễn Văn Nghị năm 1978 đã được vén lên. Tuy nhiên, Nghị 84 lại không hề gốc gác gì. Nghị là con nhà nông dân ở sát nhà tôi và con nông dân giặt luôn, không gốc gác gì hết. Ngày xảy ra vụ án, Nghị cũng bị mời. Mọi thuyết âm mưu về Nghị là con ông cháu cha đều phá sản. Nghị học chung với em gái tôi từ lớp 1 tới cấp 2 luôn, tức là tôi là Danh, là biết Nghị khi học lớp 3 trường làng và Nghị học lớp 1. Nếu tính đúng thì tôi quen Nghị đã 30 năm nay. Vì ngay từ đầu xác định Nghị là 1978 và ngụ tại Cai Lậy nên mọi hướng xác minh đều trạch ra khỏi vụ án. Mọi thuyết âm mưu đều được bật lên cho đến ngày Dân Việt đi tận nơi lùng sục thì Nghị thật bất ngờ xuất hiện và làm chưng hửng tất cả mọi người. Nghị sau vụ án vẫn sống sinh sống ở bình thường ở địa phương, bán bảo hiểm xe cơ giới ngay tại điểm đăng ký xe của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An và khách mối khá nhiều vì Nghị vui vẻ, nhiệt tình. Nếu nói gốc gác thì Nghị không hề có chút số má gì, cũng gốc nông dân như tôi và nhà cách nhà tôi chừng 2 km, không có lý do gì để bao che cho Nghị. Chiều nay tôi gọi điện thoại cho Nghị, Nghị nói, em không liên quan gì anh ơi, em chưa từng làm việc gì với công an cả. Nhiều người xưng là bạn anh và gọi cho em, nhưng em trả lời em không biết. Nhưng vì sao có nhiều lớp màn bí ẩn phủ lên Nghị suốt 12 năm? Để dư luận mãi tập trung vào một nhân vật rất bình thường như thế này, thì mỗi người sẽ tự nghĩ ra những thuyết âm mưu mới. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của bản ảnh màu, tấm thớt dính máu, rồi sự xuất hiện bất ngờ khiến xã hội bất ngờ đến mức chưng hửng, không hề vô ích. Tôi biết sự thật đang đến rất gần. Với điều kiện Bộ Công an và Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải vào cuộc, cần lục lại tất cả những người bị được mời trước đây và làm lại toàn bộ. Việc Nghị sinh năm 1978, cháu lãnh đạo cấp cao tồn tại 12 năm nay và chưa từng được đính chính là để giải oan cho lãnh đạo, gợi cho tôi những suy nghĩ khác. Dẫu sao, lớp màn bí mật về Nghị cũng đã được giải mã, những bức màn khác rồi cũng sẽ được vén lên. Trong khi đó, luật sư Ngô Ngọc Trai lý giải tại sao nữ thần công lý lại bị bịt mắt mà qua đó nhận định vì sao ở Việt Nam lại thiếu vắng công lý. Đây là hình ảnh cái cụm chân hiện nay vẫn được sử dụng ở các trại tù và trại giam của Việt Nam.
Sau khi bị tuyên án tử hình thì Hồ Duy Hải luôn phải bị còng một chân như thế này và ở trong buồng biệt giam đến nay đã 12 năm như thế. Hình tượng nữ thần công lý trên thế giới có một dải băng đen che mắt, một tay cầm kiếm và một tay cầm cán cân công lý. Lý giải tại sao nữ thần bị bịt mắt, người ta cho cách hiểu rằng đó là để nữ thần được công tâm. Nữ thần không nhìn để không biết anh ăn mặc ra sao, kẻ giàu hay anh nghèo, kẻ quan chức hay người bình dân, người quen thân hay kẻ xa lạ. Nữ thần bịt mắt không để bị thiên vị và nữ thần sẽ lắng nghe. Và nữ thần công lý sẽ làm việc bằng cách lắng nghe và sau khi lắng nghe các ý kiến, nữ thần sẽ thực hiện công lý. Nữ thần công lý bị bịt mắt và làm việc bằng đôi tai. Theo đó, sự lắng nghe là điểm quan trọng nhất để thực thi công lý. Vậy, nhưng xem ra lắng nghe lại đang là điểm yếu nhất của hệ thống tòa án ở Việt Nam. Hệ thống tòa án là một bộ phận của bộ máy nhà nước kém lắng nghe. Người ta chỉ muốn nghe những điều muốn nghe và không muốn nghe những ý kiến khác trái chiều. Những tiếng nói phản biện trái chiều có thể bị quy chụp xử lý về tội chống đối. Tại phiên tòa, những lời nói khác của luật sư hay bị ngắt khi trình bày các lập luận. Thẩm phán chủ tọa thường lấy quyền điều khiển phiên tòa của mình để cản trở luật sư làm rõ các tình tiết của vụ án. Lý do là bởi thẩm phán không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, vì diễn tiến của vụ việc đòi hỏi lập luận sẽ làm rõ và dẫn vụ án theo chiều hướng khác trái với hướng dự định của cái án bỏ túi. Và ở những nước có nền tư pháp văn minh tiến bộ, họ thiết lập hệ thống tòa án và hoạt động của tòa hầu như không làm gì khác ngoài việc lắng nghe. Bồi thẩm đoàn ở các phiên xét xử chỉ ngồi nghe, họ nghe bên công tố, nghe luật sư và bên đặt câu hỏi và trình bày lập luận. Ngoài việc lắng nghe, bồi thẩm đoàn không làm gì khác. Sau khi lắng nghe, bồi thẩm đoàn sẽ biểu quyết về vụ án. Việc lắng nghe đó được coi trọng đúng ý nghĩa hình tượng của nữ thần công lý. Còn ở Việt Nam, năng lực lắng nghe của tòa án còn là một điểm hạn chế, tương ứng và nó có khả năng thực thi công lý. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã nêu nhận định như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải và kế hoạch ve sầu thoát xác của hung thủ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.